giới thiệu với các bạn nhái 3D bằng gỗ nhé, chất liệu bằng gỗ cứng. Lưỡi của Thái Lan, lưỡi có sắc lưỡi đôi, sau của lưỡi nó có chì, mình bằng gỗ cứng như vậy. Này là có mấy mẫu luôn. Giá của nó là 130.000 một con các bạn, 130 nhé. Các bạn xem nhiều cái mẫu màu mới vào trang web adocau.com nhé, adocau.com, hoặc xem thông tin ở dưới cái video, có cái thông tin nhé. Này có mấy cái mẫu con nhái này, đầu xanh nhé, nhái này là đầu màu cam nhé. Có mấy cái tua này sau này khi mà mình rê thì nó tạo được cái sức nước rỉ, thu hút được con cá. Cái mồi này chủ yếu là câu cá lóc, chủ yếu nó coi nổi lên trời. Này là rê lóc thôi nhé, lóc rất là nhẹ.